các idol lên sóng nhá. Đấy, cảm ơn anh Rai. Xa xôi quá. Đi cả xe máy. Đi hẳn xe máy, đi một được hai. Chốt liền em xe như mới. K250. Anh em Cao Bằng Mãi Đình. Còn rất nhiều những mẫu K250 đang chuẩn bị cập bến salon đặt xe tải. Kính mời. Để chúc tất cả anh em là vạn dặm bình an. Xe sẵn hồ sơ về giá tên luôn. Chính chủ luôn. Giá thì rẻ hơn so với xe mới. Gần 1 lít và có xe đi luôn. Chưa không phải chờ đợi. Dạng ra đi nữa, dạng ra trước đi nữa. Đấy, đúng rồi. Thế bây giờ anh đẩy lùi cái góc kia vào để buộc cho cái dây nó căng lên tí nữa. Đằng nào tí nữa đi nó cũng xê vào không ạ? Ok. Về chở trâu ấy. Chở trâu luôn. Đây, ác đấy. Chúc anh em đi tốt vùng bền nhá. Lốt trong một lốt nhạt sàn nhé.